Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Là ngày của anh tôi. Kể từ đó anh đã ra đi mãi mãi. Anh ra đi mới tuổi 19. Các anh nằm xuống cho đất nước bình yên. Các anh là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam ghi nhớ các anh. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Anh ra đi tuổi còn rất trẻ, để lại bao đau thương mất mát cho gia đình và người thân. Cả dân tộc có được ngày hôm nay là do xương máu và sự hy sinh mất mát của các anh đã quên đi tuổi thanh xuân mà hy sinh vì nước, vì dân. Ôi, hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ. Và giờ đây chỉ còn nấm mồ nghi ngút hương bay. Tổ quốc đời đời ghi nhớ không quên. Gia đình, người thân nén đau thương. Mỗi khi ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày các anh được vinh danh. Nhìn bạt ngàn, các anh tuổi còn rất trẻ đã nằm lại nơi đây và còn rất nhiều những anh hùng liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy con nằm lại chiến trường. Anh nằm xuống, tuổi còn rất trẻ. Liệt sĩ Văn Ngọc Xuân, gia đình rất nhớ anh. Anh nằm lại nơi đây sẽ không lạnh lẽo. Anh có gia đình và các em, các cháu sẽ mãi mãi tới thăm anh. Anh cứ nằm yên nơi đây. Và nơi đây là nhà của anh đó. Các em của anh cùng các cháu sẽ không bao giờ để anh lạnh lẽo. Và hôm nay đây, cũng như bao lần khác, tới thăm anh, mong anh cùng đồng đội an nghỉ vì đất nước chúng ta đã hòa bình. Vậy nên, chúng em và các cháu ghi nhớ công ơn này mãi là niềm tự hào. Mỗi năm chỉ có một lần để tưởng nhớ đến các anh. Không cứ phải vào ngày này mà các em cứ nhớ là tới thăm anh. Bao nhiêu lễ vật, dù ít dù nhiều, anh cũng cho là đủ, anh ơi anh. Anh nằm xuống cho một lần đất nước được bình yên. Ngàn năm yên nghỉ bên đồng đội, để lại người thân nối tiếc thương. Hàng triệu, triệu con tim người dân Việt Nam đã đến đây thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới các anh. Bao nhiêu lễ vật bày ra trước ban. Cũng không sao đo được những công lao và tổn thất. Và hôm nay là ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 để người dân kính cẩn thắp nén tâm hương, các anh cùng đồng đội thụ lộc và phù hộ cho muôn dân được bình an, cho đất nước Việt Nam hòa bình, hội nhập, ngàn năm an nghỉ bên đồng đội, để lại quê hương nỗi tiếc thương. Giờ đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ, sánh vai các cường quốc năm châu, để không phụ lòng lời dặn trước lúc. Các anh ra đi đã dặn dò. Và hôm nay cả thế hệ các cháu cúi đầu kính cẩn nhớ bác. Bác ơi!